loài lợn xấu xí nhất thế giới. Loài lợn Babirusa còn được gọi là lợn hươu. Chúng là loài đặc hữu chỉ sinh sống trong các khu rừng hẻo lánh trên nhóm đảo Wallacea của đất nước Indonesia. Khi nhìn từ xa, loài lợn Babirusa trông giống như hầu hết các con lợn rừng bình thường khác. Nhưng nếu nhìn cận cảnh, bạn sẽ nhận ra vài con trong số chúng thực sự giống nạn nhân của một thảm họa nha khoa. Ở loài lợn hươu này, con cái trông không khác gì những con lợn rừng bình thường khác. Điều bất thường chỉ xảy ra ở các con lợn hươu đực. Khi các con lợn Babirusa đực đến độ tuổi trưởng thành, răng nanh trên của chúng sẽ xoay bên trong hàm rồi đẩy qua phần mõm trên theo hướng ngược lại. Mục đích của sự thích nghi cực đoan này là gì? Đến bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Lợn hươu là loài động vật ăn tạp, chúng ăn thực vật, quả mọng, côn trùng và cả xác thối. Tuy nhiên, những chiếc răng nanh kỳ lạ và đáng sợ của chúng không dùng để săn mồi, cũng không dùng để đào rễ cây, bởi vì những chiếc răng nanh này rất giòn và dễ gãy. Cũng vì điều này mà khi các con lợn đực chiến đấu, chúng chỉ sử dụng hai chân trước để đánh nhau và tránh để răng nanh của chúng bị va chạm. Những chiếc răng nanh của lợn Babirusa sẽ phát triển không ngừng trong suốt cuộc đời của chúng. Ở những con đực già, những chiếc răng này có thể cuộn tròn về phía trán, thậm chí xuyên thủng hộp sọ. Tuy chưa rõ tác dụng thực sự của những chiếc răng nanh này là gì, nhưng thực tế cho thấy những con đực to hơn, có răng nanh dài hơn sẽ dễ thu hút được nhiều con cái hơn. Trong môi trường tự nhiên, tuổi thọ của lợn Babirusa có thể lên tới 10 năm.